Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình đang ở trong cái vườn bắp tay của mình các bạn, để mình quay cho các bạn xem cũng như là chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm của mình về cái cách mà xịt sâu ở trên cây bắp tay á, đặng cho nó không có bị sâu và nó tốt nha mọi người ha. Thì như các bạn đang xem thì đây là hàng bắp tay của mình, nó rất là xanh luôn. Và cái giống hiện tại là mình đang trồng các bạn là cái giống là Phương Nam. Cái thời gian thu hoạch của nó thì chỉ có là 40 đến 45 ngày thôi là mình đã là mình thu hoạch rồi. Và hiện tại ở đây thì mình cũng đã hái là một số rồi nha các bạn ha. Và cây bắp tay của mình đó các bạn, trái nó còn hiện tại còn rất là non nè, đó. Và giống này thì mình mua ở trên Shopee luôn. Thì bạn nào mà muốn mua đó thì mình có để cái link đó, thì các bạn hãy nhấp vào mua ha. Trồng lên rất là ok luôn. Thì quay lại với chủ đề á, thì mình chia sẻ cho các bạn về những cái loại thuốc mà mình hay xịt phòng cho nó ha. Thì đối với cái bắp tay này các bạn, thì nó hay bị rầy phấn trắng nè, rồi nó bị sâu đục thân nè, rồi nó hay nó bị là sương mai các bạn đó. Thì trước khi mà mình trồng các bạn, thì mình cũng đã dự tính trước là nó sẽ bị những cái loại bệnh đó rồi, nên mình trồng cái khoảng cách nó rất là xa. Ở đây là mình trồng là 4 tấc cho một gốc nha các bạn ha, và nó hạn chế được cái bệnh luôn. Cái đó là mình tự chủ động được nha mọi người ha. Còn cái thuốc mà hóa học mà để mình xịt á, thì ở đây là mình xịt cái thuốc là Vitaco để mình xịt nó nha các bạn. Và cứ một tuần như vậy thì mình sẽ xịt cho nó một lần. Và mình phải là thay phiên thuốc đặng cho nó không có bị kháng thuốc á. Thì cái thuốc mà mình thay thế á, đó là thuốc là Revathon ha, của công ty là Syngenta hoặc là của công ty là Yubon ha. Đó. Thì mình có thể là mình thay phiên cái thằng Vitaco với thằng Revathon ha, để mình xịt cái sâu ha. Còn riêng về cái mà rầy phấn trắng các bạn, thì nó rất là khó trị luôn. Thì ở đây thì mình có thể là mình sử dụng là hàng chết rầy nè, rồi hàng chết trắng nè, rồi hàng chết vàng nè, đó. Thì mình xịt vào cái buổi chiều các bạn là nó sẽ giảm đi ha. Và khi mình xịt đó các bạn, thì mình hãy quay cái đầu bét lại và mình xịt ở dưới những cái nách lá như thế này, đó. Mình sẽ quay đầu bét lại ha, mình xịt ở dưới những cái nách lá thì nó sẽ rất là ok, nó phòng được nha mọi người. Chứ mọi người mà xịt ở trên cái tán lá mà xịt xuống á, thì cái khả năng mà nó đi các bạn nó chỉ có tầm khoảng đâu 40% thôi. Còn các bạn xịt mà buổi chiều á, bạn quay cái đầu bét là bạn xịt á, thì nó đi khoảng là 70%. Cái con rầy phấn trắng nó cực kỳ là khó trị nha mọi người ha. Xịt cỡ nào cỡ thì nó chỉ đi bớt thôi, chứ nó không có là hết nha mọi người. Đặc biệt là trên cây bắp tay luôn. Thì mình ở là Tiền Giang nên mình kêu cái này là cây bắp tay nha mọi người. Thì ở một số nơi là người ta kêu là cây đậu bắp. Đây các bạn xem nè. Và ở đây thì cái clip này thì mình đã mần cỏ rồi. Còn cái clip bên đây á, là mình chưa có mần cỏ nè. Nhưng mà hiện tại cũng rất là tốt nha mọi người. Đây mọi người xem. Và giá lúc đầu mình bán nó cũng rẻ lắm các bạn. Chỉ có được có 5.000 thôi trong cái thời điểm mình làm cái video nha. Do dịch đó mọi người. Và ở đây đất của mình là mình đất là đất thịt nha. Mình cũng có là vô phân cái 20-15 cho nó rồi. Cái phân mà một màu luôn. Thì phân 20-15 là nó có nhiều loại. Cái loại mà đầu trâu thì nó ba màu. Ở đây thì mình chỉ sử dụng đạm là nhiều thôi. Đó, bắp tay của mình nha mọi người. Nè, bạn thấy không? Nó lên là cứ là một khúc như vậy là một trái nha mọi người ha. Một nách là một trái. Nội cái nách này không là bốn trái nè. Hai nè. 4 nè, cho nên nó ra nữa này nha mọi người ha. Đó. Rồi cứ ra tiếp tục luôn nè. Đó. Mọi người xem. Đó, ok không? Thì mọi người đang xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha mọi người ha. Và link mua hạt giống cũng như là mua thuốc này nọ đó thì mình có để ở dưới cái đường bình luận đó, mình bấm vào cái phần bình luận á là có ha. Rồi nhấp vào mà mua thôi, mình mua trên Shopee luôn. Ở đây thì mình cũng mua ở trên đó đó, mình trồng nó cũng thấy nó khá hiệu quả nên mình muốn là giới thiệu cho các bạn mua thôi. Chứ thực chất là những cái dòng bắp tay khác mà nó dài hạn á, ví dụ như là từ 50 ngày đến 55 ngày các bạn trồng nó rất là tốt luôn. Nhưng mà trái nó không có được nhiều. Nó chỉ được cái mã thôi. Đây các bạn. Mấy dòng bắp tay mà ngắn ngày các bạn trái nó nhiều lắm. Thì nếu như mà bạn nào có điều kiện thì bạn hãy trồng cái giống bắp tay lùn các bạn cũng rất là ok luôn. Thì cái giống bắp tay lùn thông thường thì mình chỉ thấy là bán trên mạng là nhiều thôi, chứ ở ngoài thị trường á thì cũng ít các bạn. Đó. Đây, quay cho các bạn xem nè.
Đây mình đang quay lúc buổi chiều nha mọi người. Thì khúc bắp tay này nó cũng hơi bị vàng lá nha mọi người ha, nhưng mà nó không đến đổi. Thì khi mà nó bị vàng lá nhiều mà nó bị khoảng là 1/3 của liếp thì mình mới xịt ha. Thì cái thuốc mà xịt phòng các bạn là mình sử dụng thằng Antracon với thằng Nativo ha, hai đó mình cộng lại mình xịt là rất là hiệu quả. Mình áp dụng trên các loại cây luôn á, các dòng lá nhám luôn các bạn. Mình né những cái dòng thuốc mà nó có cái hiệu EC ha, vì nó rất là nóng ha. Thì các bạn trồng đồ thì các bạn lưu ý ha, đây cũng là kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ cho các bạn cùng biết thôi. Đây các bạn, đây là mình trồng cũng nhiều lắm, mình trồng chanh không hạt nè, mình xen canh với cây cà pháo nè, còn khúc này là mình trồng đậu bắp. Trước đó thì khúc này thì mình cũng trồng cà pháo ha, lúc này thì mình trồng lại cái bắp tay để mình xen canh lại. Còn khúc bên bển nữa là mình trồng bắp nữa nha mọi người ha. Nhưng mà không có thời gian kịp để mình quay cho các bạn xem á. Lúc này mình lo tập trung mình trồng bí nè, rồi với trồng bắp tay, với trồng một số là bắp đó. Nhưng mà thấy trên kênh mình ít người bạn xem trồng bắp nên mình không có quay. Mình chủ yếu là mình quay về đậu bắp nè, rồi bí hồ lô nè, rồi với chanh. Mình có bưởi nữa nhưng mà mình không có quay nha mọi người ha. Bưởi thì mình kinh nghiệm ít quá nên mình không có dám chia sẻ. Đấy mọi người nè, bắp này thấy không? Đó, mình phóng to cho các bạn xem. Đó. Đây là vàng đậu bắp của mình ha, mọi người xem. Mọi người đang xem hãy like cho mình một like ha, cũng như bấm nút đăng ký kênh ha, để kênh mình phát triển ha. Thì bạn nào trồng đồ thì có thể là giao lưu với mình ở dưới phần bình luận ha. Các bạn hỏi câu hỏi nào thì mình sẽ trả lời cho các bạn, cũng như là mình rep câu hỏi các bạn qua video ha. Ví dụ như bạn hỏi mình xịt sâu trên cây bắp tay là những cái loại thuốc gì, thì mình sẽ làm video mình trả lời cho các bạn luôn, cũng như là những các bạn khác xem luôn nha. Này bị kiến các bạn, bị bông nè, bị kiến nè. Đi té các bạn ơi, đang đi nó bị cái mương nó té. Đây. Lúc này trời mưa các bạn nên cái mương nước của mình nó cũng nhiều á. Tổng quan cái vườn của mình nè. Quay một chút nữa là mình sẽ dừng nha mọi người ha. Thì mọi người nào có câu hỏi thì hãy bình luận ở dưới phần bình luận của mình ha, để mình có thể là giao lưu cùng các bạn nha. Ở đây mình đang ươm thêm một mớ giống cà pháo nữa, để chuẩn bị trồng cho cái lúa bên kia các bạn. Cà pháo hôm trước bị dịch đó, mình không có trồng được, nay nó bớt dịch rồi. Đây các bạn, mình thấy không? Mình đang ươm nè, cái vườn ươm cà pháo của mình. Đó. Còn này là bắp tay, bữa trồng cải, mớ cải nữa các bạn. Nói chung là trồng cũng đủ kiểu hết. Thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào.